mỏ cá dính là nó trơn hơn cá đối, cá đối nó hốt được, còn nó chao chao vậy khó hốt. Mình sẽ trôi lên cá con cát ở dưới nước, nó dưới nhóc nha, bằng ngón tay nhóc chừng. Cái đó nó căng không? Căng, cái nó căng mắt hơn bốn, hơn cái đó 40-50 ngàn ký đó chứ rẻ đâu. Ừ. Có cá nha, không đá thì trăm mấy rồi. Cá này bự mà, có loại cá bóng chó, cá bóng chó con bự. Cái vợt này nhớ tích chích mẹ. Nhỏ xíu, cái đó thì nó nhanh. Không có, không có cá nào mà nhanh chân. Cái đó gì vậy? Cái đầu này nó đó. Cái gì vậy thì ghê vậy ông nội? Cá lóc. Không, con cá gì á, cá chém cỏ thì sáng đó. Cháy rồi. Đi con xuống kéo rồi cháy rồi. Mất kịp đó, kịp đó. Cái cà phê á. Trời ơi, bự kìa. Không dám miết chút nữa. Chéo nữa giữ ha. Chao hút có được. Bóp mạnh quá thì nó chìm dưới luôn. Chìm rồi, mồi đi. Thật vô hang đó kiếm cua lọc một chút. Rồi rồi, thật rồi. Thử ra nắng. Cua nó không có nhúng nhích đâu. Trời ơi, không phải vô có xíu rồi, mua. Dạ. Rồi, không có đó. Nè, hang này đục nè. Hang đục rồi, có cá. Trời cua đâu. Cái đó mà thấy tôm nhảy không nè. Đổ dần về chứ. Trời, nó chao mà tao quắt ba bốn con đó không được con nào hết trơn trời. Dưới nước là nước rút ra ngoài là khó mỏ. Nó chao ba bốn con luôn. Đụng nó cái nó thưng thưng thưng. Thì con cá đối đó nó chao đó. Cái gì bự nó dáng đẹp. Cái tay cầm ngay cò được thật thật, nhấc vô cái. Nãy giờ nó chơi hoài đó, nó giờ cái bàn lên rồi nó bóp hoài. Bóp ra cái chuyện nó kêu thì dừng được rồi, nhả được rồi. Nó bỏ cái tay ra cái cầu bấm rồi. Tay để nghe nó không. Anh chưa bằng cái vụ ngồi bỏ ra đâu, bỏ ra cái để dưới cái đạp lên. Đụng quá nó đẩy cái tôi vô. Nó phơi cỡ gì. Hai thằng của ham cá, đủ để cái dây mát nó nằm dưới nó đạp dò lên rồi đạp dây cái kia cái trời nó giật. Lên nước luôn. Sao đâu giục cái cây này lên trên này móc đâu có sao đâu. Kìa, cái lóc phóng lên nữa rồi kìa. Đâu? Đó, trên bà đó, trong khác đó. Dính chưa? Đó, nằm chân xác đó, đó nhung nhích đó. Trời ơi, có phi bự kìa. Quả cá rồi, để cho nó không. Ừ. Tới đó là chuyển qua xuồng kia chứ. Trời mẹ phải đẩy vô chứ. Dạ. Lên luôn rồi. Nói đi tôi lên. Bởi vì con tay cái gì nói trong tướng tính lập công. Lập công trong mẹ. Cái cây bành kia. Lập công tao lập vô cái đầu. Nói đi. Cái đói bự kìa. Thằng nào cũng ớn vậy là ông có ớn hả? Không có nãy giờ tính là vừa nên tôi ớn. Đó, cắm đầu gì đó nó bị đau xương sống luôn rồi đó, tháng rồi không á. Cái này là tôi không chịu rồi đó. Đây nè. Vợ thì nặng hơn cái sợ, nó mà không dám mua cái miếng sẹt này bự hơn, cái miếng hớt thì bự hơn. Trời bà tôi nói, mình có cỡ mà bà. Dám không? Dạ. Để đi. Má luôn nè. Ai biết, không biết đâu. Ở nhà chị cứ giờ con ba lớn, không có cá vớt nữa. Vậy đó hả? Con vô vườn thảo đâu cá nhóc. Heo lớn mà kiếm vớt hoài không có hả? Không, nó chứ dễ vớt, cái bự hơn chứ dễ vớt. Ừ mà làm lưới à, cái lóc. Cá chơi nè. Dính ơi. Tôm này chắc con cò tha lên gì nè. Cò tha đó. Hai con tôm này. Con tôm này lộp. Nó ăn hết. Càng. Bún đi tiêu à. Con bánh xào
hang cá đấu bự lắm hả? Hang tôm anh Dũng. Càng càng quá rớt rồi chứ. Quá giò mày. Càng bự. Thử lên à. Đi luôn. Qua quận. Hai bển vớt hai cá gì đó, hai cá trắng. Có được hai con nó hư luôn hả? Không, hai con nó sợ vô mé nó đầu rồi.